trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể xem cái thống kê đơn hàng cũng như là xử lý những cái đơn hàng đang có trên web nha. Thì mặc định đó là khi cài web á, thì những cái đơn vị thiết kế web thì họ sẽ cấu hình cái thông số là SMTP để mỗi khi mà khách hàng họ đặt hàng thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo qua mail nha. Ngoài ra thì trong clip này thì mình sẽ cần là mở cái chỗ này lên nha các bạn. Các bạn đăng nhập vào cái trang quản trị của WordPress á, các bạn bấm vào cái chỗ là tùy chọn hiển thị, các bạn sẽ tích vào cái ô là trạng thái WooCommerce nha. Thì cái giao diện nó sẽ hiện ra giống như thế này, các bạn sẽ bấm sổ xuống thì các bạn sẽ thấy là cái doanh thu của cái tháng này là bao nhiêu, rồi cái dịch vụ nào là dịch vụ nổi bật và trạng thái của từng cái đơn hàng nha. Trạng thái của từng cái đơn hàng thì để chi tiết hơn thì các bạn sẽ xuống cái phần này, chúng ta sẽ vào cái chỗ là báo cáo nha. Thì các bạn sẽ thấy là có những cái thông số về cái việc là doanh thu ở đây đó, các bạn sẽ thấy có những cái biểu đồ nè, cái cột doanh thu nè, cái cột doanh thu và trạng thái của những cái đơn hàng đó, các bạn sẽ thấy chúng ta có thể là xem cái mốc thời gian là 7 ngày qua, trong tháng này, trong năm trước hoặc là từ tháng trước. Thì các bạn cũng có thể chọn là từ ngày nào đến ngày nào để chúng ta có thể xem cái biểu đồ về cái vấn đề là mua hàng trên web. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để chúng ta xử lý đơn hàng khi mà chúng ta có đơn hàng nha. Các bạn sẽ thấy cái mục đơn hàng ở đây thì các bạn tích vào. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có là ba cái đơn hàng trên web ha, ba cái đơn hàng ở trên web. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái hành động như sau. Để xem cái thông tin của đơn hàng thì các bạn bấm vào tên của cái người đặt hàng. Rồi chúng ta sẽ thấy là cái phần thanh toán nè, địa chỉ nè, email nè, số điện thoại nè. Rồi giao hàng nếu mà họ có cài thì nó sẽ hiện bên này. Các bạn có thể dựa vào số điện thoại hay email này để có thể liên lạc lại để xác nhận là đơn hàng cũng được. Rồi chúng ta thấy là họ đặt hàng cái sản phẩm gì, cái đơn giá là bao nhiêu, cái mã coupon là bao nhiêu và cái số tiền thực còn lại là bao nhiêu thì chúng ta sẽ thấy ở đây. Thì khi mà các bạn nhận hàng rồi á thì chúng ta sẽ có một số cái hành động như sau. Ví dụ như là mình có thể gửi cái email hóa đơn thông tin cho khách, hoặc là gửi lại cái thông báo đơn hàng mới, hoặc là tạo cái quyền tải xuống. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể thêm cái ghi chú cho cái đơn hàng này. Thì ở đây là cái mục là ở trong cái thông tin của đơn hàng. Ngoài ra thì phía bên ngoài á, cái danh sách mà nó hiển thị cái đơn hàng lúc nãy á, thì chúng ta sẽ còn một số cái thao tác khác nữa. Ví dụ các bạn tích vào đây nha, tích vào đây, chúng ta sẽ chọn là hành động nè. Chúng ta sẽ có thể là cái đơn hàng nếu như mà các bạn gọi xác nhận thì người ta hủy, người ta không có đặt hàng á, hoặc là chúng ta giao đi không được á, thì chúng ta sẽ chọn là hủy bỏ. Rồi mặc định khi mà người ta đặt hàng trên web của bạn thì nó ở trạng thái là tạm giữ, thì ngay chỗ cái trạng thái này thì có nghĩa là chúng ta chưa có xử lý gì cả. Rồi nếu như các bạn đã lên đơn và các bạn gửi hàng đi rồi á, thì chúng ta sẽ chọn qua là cái đơn hàng này đang thực hiện, thì để nhân viên họ nhìn vào cái danh sách đơn hàng để họ có thể khe khách cho nó hợp lý nhất nha các bạn. Rồi ví dụ như chúng ta sẽ khi mà giao hàng rồi mà khách hàng họ nhận được hàng rồi đó, thì chúng ta có thể chuyển cái đơn hàng này qua hoàn tất. Ví dụ như là chúng ta sẽ chuyển qua là hoàn tất và chúng ta áp dụng, thì cái đơn hàng này nó sẽ được hiểu rằng là cái giao dịch này là thành công và cái đơn hàng này đã được chuyển phát thành công đó. Thì đây chính là những cái thao tác cơ bản để các bạn có thể là quản lý cái đơn hàng của mình trên website WordPress. Thì hy vọng rằng là với cái clip ngắn này thì mình sẽ có thể là giúp các bạn một phần nào đó. Và nếu như các bạn cảm thấy video này có giá trị thì hãy cho mình xin một cái nút like,
cũng như các bạn có thể bấm vào cái hình đăng ký đó, nút đăng ký, rồi bấm vào cái hình quả chuông để mỗi lần mà mình ra video thì các bạn chính là những người mà sớm nhất nhận được những cái video từ mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Tạm biệt nha các bạn.